mê cái màu vàng. Anh ánh lên cái này cũng 50 nè. Chân lên bàn thờ đi. Phật đẹp lắm luôn. Chân lên bàn thờ là đẹp như thế này hả? Này được không? Đi. Cái này nhiều. Tại nó gần tàn cho nên nó lợt màu hay gì anh? Ừ. Cái này nó nhiều tược nè, về cũng mau ra bông. Nó đổi màu. Dạ màu vàng nè. Nè như cái cánh nè. À đúng rồi, trên cùng một cây bằng cây màu vàng này lợt nó tàn sắp rồi. Tàn cái lợt xuống. Nó lợt nữa nó còn trắng nữa. Hello, hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube anh em nha. Hôm nay là em có dịp đi đến tham quan vườn bông hồng. Vườn bông hồng nha cả nhà. Nó trùng bông hồng luôn. Wow, màu vàng quá đẹp. Màu vàng này là cả nhà mô bông hồng vàng này trưng bàn thờ Phật rất là đẹp nha. Để lên bàn thờ là ánh vàng rất là đẹp. Rồi, vậy là mình lấy chậu này nha cả nhà. Đó. Ta làm cái chuông bên kia á. Cái chuông mà không có ấy á. Lấy chậu vừa nở hoa, vừa có mặt hoa, vừa có búp mà vừa túi tiền nữa cả nhà ơi. Đây, chú này bán nha cả nhà, chú bán bông hồng, hồng ngoại, hồng nội ở làng hoa Sa Đéc ở gần cánh đồng hoa hồng của Sa Đéc nha cả nhà. Đây tất cả đều là màu vàng nhưng mà khi hoa sắp tàn á thì anh sẽ lợt dần rồi chuyển sang màu hơi hồng nhạt nè. Lúc nở á thì ảnh này. Lúc búp á thì là cái búp như thế này. Đây cả nhà xem là cái búp nè. Đó, rồi lúc nở bung ra thì như thế này. Đây. Còn lúc mà sắp tàn á thì ảnh lợt màu xuống. Đó. Như bên đây cả nhà xem là cái búp nhỏ xíu nè. Thì cái màu ảnh gì. À để ngửi coi xem có mùi thơm không nhà cả nhà ơi. Thơm. Wow, rất là thơm luôn. Chụp một tấm hình làm thumbnail. Bông hồng này gọi là hồng gì chú? Vàng nổi hả chú? Cô em... Cái cánh mà gần tàn cái ảnh chuyển màu thấy thương đẹp không? Ủa đây là cô tứ tự động luôn hay là tứ motor cô? Dạ. Chứ cô không có gắn tứ tự động ha. Là gắn là tháo vụt rồi. Sao không vụt? Tứ nó không ướt tới hả chú? Đâu có điều. Cái quả nhỏ thì được. Dạ, cây nhỏ nhỏ thì được, cây lớn thì nó không thấm. Còn mấy cái đỏ này là hồng hồng thường hả cô? Dạ. Ừ, cái bông này thơm. Không. Đâu? Có đâu đâu. Cái màu hồng này thơm chứ hả? Mới vậy. Cái này gọi là tên gì cô? Tên gì em biết? Dòng mới là phòng. Hồng ngoại á. Là phòng. Wow, quá thơm luôn. Quá mùi vậy đó, cây cái cây. Cái nở quá nhiều quá. Cứ gầy từ từ cô ơi. Rồi,
Wow, cái bông này rất là thơm nha cả nhà. Mà nó dày. Bông này giống